Xin chào, chào mừng các em đến với kênh 123 học tốt. Xin giới thiệu với các bạn, cô tên là Đinh Thị Thanh Tuyết, là giáo viên và là giảng viên đào tạo siêu trí nhớ học đường. Video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh chúng ta sẽ sử dụng phương pháp siêu trí nhớ để ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký dưới video và bấm vào chuông để ủng hộ và theo dõi các cái bài giảng của cô nhé. Sau đây thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng cô học tập và rèn luyện phương pháp học tập nhẹ nhàng, học nhanh nhớ lâu và ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên nha. Để chúng ta có thể là ghi nhớ được 20 số ngẫu nhiên thì các bạn chúng ta sẽ cần phải thực hiện theo 3 bước. Bước số 1 là các bạn chúng ta sẽ chuyển đổi số từ số 0 đến 99 thành hình ảnh và học thuộc. Vậy thì làm sao để các bạn có thể chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh? Thì cái phần này các bạn chúng ta có thể xem lại các cái video trong cái kênh của cô đã hướng dẫn về cách chuyển đổi các con số thành hình ảnh. Các bạn có thể vào trang web siêu trí nhớ học đường.com để chúng ta tham khảo và học các cái bộ số mà thầy Nguyễn Hồng Phong đã chuyển đổi mã hóa. Bước thứ hai là các bạn chúng ta sẽ tạo hành trình ha. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ dùng kỹ thuật siêu trí nhớ để ghi nhớ. Vậy để chúng ta có thể ghi nhớ được 20 số ngẫu nhiên hay 50 số, 100 số, thậm chí lên vài trăm số thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước, chỉ 3 bước như thế này thôi ha. Rồi, tiếp theo. Hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên nha. Các số ngẫu nhiên chúng ta cần nhớ hôm nay là 11, 23, 22, 26, 08, 54, 01, 79, 07 và 63. Đây là 20 số ngẫu nhiên chúng ta cần ghi nhớ. Nếu như các bạn chúng ta sử dụng cái phương pháp lặp lại, đọc đi đọc lại thì các bạn chúng ta cũng có thể ghi nhớ được 20 số này. Tuy nhiên, với cái phương pháp mà các bạn có thể đọc lặp đi lặp lại ấy, thì các bạn có thể là ghi nhớ tạm thời thôi. Và các bạn có thể quên ngay sau 10 đến 15 phút. Và ngày mai thì các bạn có thể là sẽ quên mà không còn nhớ cái dãy số này nữa. Tuy nhiên, với phương pháp siêu trí nhớ thì các bạn chúng ta sẽ ghi nhớ được cái 20 số ngẫu nhiên này. Và các bạn có thể nhớ nó rất là nhanh và nhớ nó rất là lâu. Có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc là nếu các bạn chúng ta muốn ghi nhớ nó thì các bạn có thể là ôn lại nó và ghi nhớ nó suốt đời được ha. Vậy thì để các bạn chúng ta có thể ghi nhớ được 20 số ngẫu nhiên này thì nhìn vào các cái cặp số này các bạn chúng ta sẽ phải truy xuất nó ra hình ảnh. Các bạn chúng ta đã chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh rồi. Có nghĩa là bước 1 là các bạn phải chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh, phải thuộc. Và bây giờ thì chúng ta nhìn vào các cái cặp số ngẫu nhiên này, nó nằm trong cái bộ số từ 00 đến 99. Thì chúng ta phải truy xuất được các cái cặp số này thành hình ảnh. Vậy thì ở đây số 11 của chúng ta là chúng ta sẽ nhìn ra ngay được nó là hình ảnh cái thang. Số 23 sẽ là hình ảnh con công. Số 22 là hình ảnh con thiên nga. Số 26 là hình ảnh con gà trống. Và số 08 là hình ảnh người tuyết. Số 54 là hình ảnh người phục vụ. Số 01 là hình ảnh cái ô. Số 79 là hình ảnh cái trái dừa. Và số 07 là hình ảnh cái rìu. Số 63 là hình ảnh xe máy. Như vậy thì để chúng ta có thể ghi nhớ được 20 số ngẫu nhiên này thì các bạn chúng ta nhìn vào các con số này là chúng ta phải biết được cái hình ảnh tương ứng với các con số này nó như thế này. Rồi, bây giờ thì để các bạn ghi nhớ nó một cách dễ dàng và đúng theo
thứ tự thì các bạn chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ lập một cái hành trình, lập một cái hành trình để chúng ta có thể là neo những cái kiến thức, những cái con số này trên những cái điểm hành trình để chúng ta dễ dàng ghi nhớ các cái con số này bằng cái phương pháp liên tưởng, bằng phương pháp liên tưởng, phương pháp siêu trí nhớ ha, liên tưởng. Đây, bây giờ thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn chúng ta một cái hành trình. Đây là hành trình ngôi nhà nha, hành trình ngôi nhà. Thì hành trình nó là một cái, cô có thể định nghĩa cái hành trình một cách rất là đơn giản cho các bạn dễ hiểu, là hành trình là một cái đoạn đường đi, và trên đoạn đường đi đó thì nó có các cái sự vật nối tiếp nhau theo trình tự chúng ta đi, và những cái sự vật đó chúng ta gọi là các cái điểm điểm hành trình. Bây giờ thì các bạn chúng ta sẽ cùng cô chúng ta sẽ khám phá và tìm hiểu những cái điểm trong cái hành trình ngôi nhà này nha. Ngôi nhà này là một ngôi nhà xa lạ, cho nên là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta cái cách để mình tạo hành trình thôi. Còn các bạn thì các bạn hãy tạo cái hành trình chính ngôi nhà của mình ha. Nó sẽ thân thuộc, nó sẽ có những cái sự vật gần gũi với mình thì giúp cho mình sẽ ghi nhớ nó tốt hơn, nhanh hơn nha. Rồi, đây là một cái ngôi nhà, và ngôi nhà đầu tiên chúng ta bước vào nó có cái cổng ha, có cái cổng hay cái lối đi ha. Đây, vậy thì điểm hành trình số 1 là cái lối đi. Điểm hành trình số 2 chúng ta bước tới thì chúng ta thấy có cái bậc hè, là điểm hành trình số 2 là bậc hè. Điểm hành trình số 3 sẽ là cái cửa nhà. Rồi điểm hành trình số 4 sẽ là cái bồn bông ở kế bên nhà đấy, là điểm hành trình số 4. Chúng ta đi thêm một chút xíu nữa thì chúng ta thấy có cái cửa sổ trên ngôi nhà. Chúng ta sẽ lấy cái cửa sổ làm điểm hành trình số 5. Rồi chúng ta bước thêm một xíu nữa thì tới một cái hồ tắm, một cái hồ bơi. Thì cái điểm hành trình số 6 chính là hồ bơi. Rồi đi ra thêm chút nữa thì có một cái vườn hoa rất là rộng. Chúng ta sẽ lấy cái vườn hoa làm điểm hành trình số 7. Rồi, hết sự vật rồi, chúng ta vòng ra sau nhà này, vòng sang bên trái. Rồi thì chúng ta thấy được là có một cây cam đang rất là nhiều quả ha, có một cây cam. Thì chúng ta lấy cây cam làm điểm hành trình số 8. Rồi đi tiếp, chúng ta thấy ở trên sân chúng ta có một bộ bàn ghế, chúng ta lấy cái ghế đá làm điểm hành trình số 9. Và lấy cái bàn đá làm điểm hành trình số 10. Vậy thì ngôi nhà này cô đã lấy 10 sự vật làm 10 điểm hành trình theo trình tự đi từ ngoài vào theo cái vòng tay từ phải từ phải vòng qua qua trái từ phải vòng qua trái đó. Thì khi các bạn chúng ta lập hành trình thì các bạn tùy vào cái sự liên tưởng của các bạn thì các bạn chúng ta hãy lập một cái hành trình theo cái trình tự mà mình thấy phù hợp, mình thấy dễ nhớ. Có bạn thì chúng ta sẽ lập theo cái trình tự từ phải sang trái, còn có bạn nếu các bạn thuận từ trái sang phải thì các bạn có thể lập hành trình từ trái rồi sang phải. Nhưng lưu ý là phải theo trình tự ha, đúng theo trình tự ha, không có từ đang bên trái để nhảy sang bên phải, từ bên phải để nhảy sang bên trái ha, như vậy thì nó sẽ không tốt ha. Đó, thì chúng ta đã lập được một cái hành trình ngôi nhà chúng ta. Và thêm một cái lưu ý nữa là khi chúng ta lập hành trình thì các bạn hãy chọn những điểm hành trình là những sự vật to rõ cố định nha, đừng có chọn những cái điểm hành trình mà nó không cố định. Có thể là nó bị di dời hay là nó có thể là bị mất đi sau một vài ngày ha. Ví dụ như là cái mặt trời này, các bạn thấy trong một cái bức tranh này thì có cái ông mặt trời ấy, thì là ông mặt trời này nó là một cái sự vật mà nó có thể di dời nên chúng ta không lấy nó làm điểm hành trình nha các bạn nhá. Bởi vì ban ngày thì nó có chứ ban tối thì nó lại mất mất rồi. Ban tối thì nó không còn nữa, cho nên là chúng ta sẽ lấy những sự vật cố định ha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta nhẩm lại cái hành trình ngôi nhà này nhé. 10 cái sự vật, 10 cái điểm hành trình ngôi nhà của mình.
À, ngôi nhà này ha. Rồi chúng ta sẽ nhắm mắt lại, sử dụng cái bộ não của mình, sử dụng cái sự liên tưởng của bộ não, rồi kết nối những cái sự vật với nhau theo thứ tự ha. Rồi bắt đầu. Đầu tiên là cái lối vào. Số 1 là lối vào. Rồi lối vào rồi tới số 2. Số 2 là cái bậc thềm. Rồi số 3. Số 3 là cái cửa cửa nhà. Rồi số 4. Số 4 là cái bồn hoa. Tiếp theo số 5. Điểm hành trình số 5 chính là cái cửa sổ nhà của mình. Rồi điểm hành trình số 6 là cái bể bơi. Rồi điểm hành trình số 7 chúng ta sẽ làm một cái vườn hoa rất là to, rất là đẹp, rất là nhiều hoa, nhiều cây. À, điểm hành trình số 8 là cây cam. Và điểm hành trình số 9, điểm hành trình số 9 là cái ghế đá. Và điểm hành trình số 10 là cái bàn đá. À, vậy là chúng ta đã nhớ được cái hành trình ngôi nhà, thứ tự các cái điểm hành trình theo một cái trật tự nha, từ phải sang trái nha. Đó. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta sử dụng cái hành trình ngôi nhà mà cô chiếu lên màn hình của chúng ta. Tuy nhiên thì các bạn chúng ta hãy lập cho mình một cái hành trình chính ngôi nhà của mình nhé. Hãy lập hành trình chính ngôi nhà của mình, vì ngôi nhà của mình nó rất là quen thuộc, nó rất là thân thuộc, các sự vật nó rất là rõ ràng và nó thân thuộc với mình, làm cho mình dễ nhớ nó hơn nha. Ở đây thì cô chỉ hướng dẫn cho các bạn chúng ta cái phương pháp thôi, còn lại thì cái hành trình mà các bạn lập thì chúng ta nên ứng dụng vào cái ngôi nhà của mình để mình lập hành trình ngôi nhà của mình ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có hành trình rồi, chúng ta sẽ ứng dụng cái phương pháp siêu trí nhớ vào để chúng ta ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên bằng cái phương pháp hành trình nha. Rồi đây cái hành trình của mình đây, và chúng ta hãy gắn những cái hình ảnh tương ứng với những con số mà chúng ta cần phải ghi nhớ nha. Chúng ta sẽ bắt đầu nào. Điểm hành trình số 1. Điểm hành trình số 1 của chúng ta là số 11. Số 11 chính là hình ảnh cái thang. Thế thì các bạn chúng ta hãy liên tưởng cái thang nó nằm ở trên cái lối vào nhà mình. Đó, thì các bạn hãy tưởng tượng đi, một ngày mình đang thì đi đang thì chạy ở trên cái cổng vào nhà mình ấy, mình đang thì chạy trở về nhà, thì bỗng dưng có một cái thang ai để ngang đó làm cho mình chạy tới, mình không để ý và mình đã vấp phải cái thang làm cho mình ngã. Đó, mình ngã xuống rất là đau. Đó thì chúng ta hãy sử dụng cái bộ não của chúng ta, bộ não rất thích sự tưởng tượng. Vậy chúng ta tưởng tượng là cái sự việc trên cái cổng nhà mình có một cái thang nằm ngang qua, và chúng ta đi tới đi trên cái cổng vào nhà mình đó thì mình không biết, cho nên là mình đang thì đi mà mình chạy trên cái cổng thì tự nhiên đã vấp phải cái thang và làm cho mình bị ngã. Rồi đó là cái hình ảnh thứ nhất gắn với cái điểm hành trình số 1. Rồi tiếp theo số thứ hai, đó là số 23 là hình ảnh con công. Bây giờ chúng ta sẽ gắn hình ảnh số 23 là con công vào cái bậc hè nha. Rồi vậy thì khi chúng ta tới bậc hè nhà mình ý, thì trên bậc hè hôm nay có một con công rất là đẹp. Con công này nó đang thì xòe một cái đuôi ra rất là to, và trên đuôi của nó thì màu sắc sặc sỡ, đủ các màu sắc rất là đẹp, và nó cứ xòe ra trụng vào, xòe ra trụng vào, làm cho mình cảm thấy nó rất là thú vị, rất là hấp dẫn, và cứ đứng để nhìn ngắm nó. Đó chính là hình ảnh con công số 23 trên bậc thềm nha. Số 23 trên bậc thềm. Rồi tiếp theo thì chúng ta nhìn lên cái cánh cửa lớn nhà mình, thì cánh cửa lớn nhà mình hôm nay ấy có hình ảnh hai con thiên nga màu trắng, nó quay vào nhau và nằm trên cái cánh cửa nhà mình, là một cái bức tranh ai đó đã dán một bức tranh hai con chim thiên nga rất là đẹp, rất là dễ thương trên cánh cửa nhà mình.
Rồi tiếp theo thì chúng ta nhìn sang phía bên phải thì bên một cái bồn hoa cúc thì có một chú gà trống có màu lông rất là đỏ, rất là mượt đang thì bới 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 cái bồn bông và nó đang tìm kiếm thức ăn ở đó. Nó đã vô tình làm cho mấy cái bông hoa ở trong cái bồn đó đã bị bật rễ lên, làm cho mình cảm thấy là không vui ha. Thì đó, có chú gà trống đang thì tìm thức ăn và làm cho những cái bông hoa trong bồn hoa, những cây hoa trong bồn hoa bị bật rễ lên đó thì chúng ta ghi nhớ hình ảnh này. Tiếp theo thì tới cái điểm hành trình số 5 là cái cửa sổ. Chúng ta sẽ gắn hình ảnh là số 08. Số 08 là người tuyết. 08 là người tuyết thì chúng ta tưởng tượng là ở bên cửa sổ có một cái chú người tuyết hay một ông người tuyết ấy đang thì đứng và cứ nhìn vào trong cửa sổ, làm cho chúng ta thấy có một cái vẻ gì đó rất là nghi ngờ, bí mật. Có thể là cái người tuyết này đang thì muốn được vào nhà hay là muốn trao đổi hỏi han cái gì đó với lại những người trong nhà của mình ha. Thì đứng bên cửa sổ là một người tuyết đang thì đứng kế và mắt cứ nhìn vào trong nhà. Thế là chúng ta nhớ được hình ảnh 08 ở cửa sổ nha. Tiếp theo đó là ở điểm hành trình số 6 bên cái hồ bơi thì hồ bơi của chúng ta ngày hôm nay đang có những người phục vụ, họ đang thì vệ sinh cái hồ bơi, thay nước cho hồ bơi, làm cho cái hồ bơi chúng ta trở nên sạch sẽ hơn, nước trong hơn ha. Đó thì ngon nhớ hình ảnh người phục vụ là 54 ở cái hồ bơi. Khi nghĩ tới hồ bơi là chúng ta nghĩ đến người phục vụ, nghĩ tới số 54 ha. Rồi tiếp theo sang tới điểm hành trình số 7 là vườn hoa. Cái vườn hoa của chúng ta đang thì có những cây bông hoa nở rất là đẹp. Thì chúng ta phát hiện có một cái ô và không biết ai đó đã ném cái ô ra vườn hoa làm gãy hết mấy cây hoa. Cái sự việc mà cái ô bị làm gãy mấy cây hoa làm cho mình cảm thấy rất là tiếc những cái bông hoa mà mình đã dày công chăm sóc. Thì các bạn khi chúng ta đi tới cái vườn hoa thì chúng ta nhớ hình ảnh là cái ô, và cái ô ai đó vứt làm gãy hoa thì nó chính là số 01 nha. Vườn hoa là chúng ta sẽ liên tưởng tới cái ô và cái ô là 01. Rồi tiếp theo tới điểm hành trình số 8. Tới điểm hành trình số 8 thì là cây cam. Điểm hành trình số 8 này chúng ta sẽ gắn vào đấy cái hình ảnh là quả dừa, trái dừa. Vậy thì trên cây cam có quả dừa, thế thì chúng ta sẽ liên tưởng thành một cái sự kiện đó là cây cam có rất là nhiều trái, nhưng mà có một cái trái nó rất là đặc biệt là cái trái nó to và xanh, nó to như một trái dừa. Thì chúng ta sẽ liên tưởng tới hình ảnh là cây cam mà lại cho ra trái dừa. Nó là một cái sự đột biến, một cái sự là rất là kỳ lạ ha. Chúng ta sẽ nhớ hình ảnh cây cam có trái dừa và trái dừa nó chính là số 79. Đi tới cây cam là mình nhớ tới số 79. Tiếp theo, đi tới ghế đá. Đi tới ghế đá thì trên ghế đá có một cái rìu và cái rìu này ấy thì ai để trên cái ghế đá đó làm cho mình đến mà ngồi trên ghế đá mình không để ý, thế là mình ngồi nghe phải cái rìu làm cho mình rất là đau cái đít của mình. Đó thì chúng ta sẽ nhớ tới cái ghế đá là ta nhớ tới số 07. Số 07 chính là cái rìu. Rồi. Tiếp theo điểm hành trình số 10 đó chính là chúng ta sẽ gắn cái hình ảnh cái xe máy. Xe máy chính là con số 63, con số cuối cùng. Chúng ta sẽ liên tưởng và tưởng tượng ra trên cái bàn có rất là nhiều các cái xe máy đồ chơi, không biết là các cái xe máy đồ chơi này của ai đã để lên đó. Chắc chắn là chắc của bọn nhỏ hàng xóm đã chơi và nó để quên ở trên cái bàn này.
À, thế thì chúng ta nghĩ tới cái bàn thì chúng ta sẽ nhớ tới hình ảnh cái xe máy đồ chơi, và cái xe máy thì nó là hình ảnh của số 63. À, vậy là chúng ta đã gắn những cái con số tương ứng với những cái điểm hành trình ngôi nhà của mình. À, chúng ta đã tưởng tượng ra những cái sự kiện, sự việc liên quan đến những hình ảnh, liên quan đến những cái điểm hành trình để chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ các con số. À, bây giờ thì các bạn chúng ta hãy nhắm mắt lại. Sau đó thì chúng ta hãy tưởng tượng lại những cái sự kiện mà mình mới vừa tưởng tượng ra. Sau đó thì chúng ta hãy đặt các con số cần ghi nhớ tương ứng với lại những cái điểm hành trình trong cái hành trình ngôi nhà của mình nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy nhắm mắt lại và chúng ta sẽ đọc các con số chúng ta cần phải ghi nhớ nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có số ở điểm hành trình số 1 chính là 11, là cái thang. Số thứ hai sẽ là 23, con công. Số thứ ba sẽ là 22, chim thiên nga. Số thứ tư sẽ là 26, con gà trống. Số thứ năm sẽ là 08, người tuyết ở cửa sổ. Số thứ sáu sẽ là người phục vụ dọn dẹp ở hồ bơi là 54. Số thứ bảy là số 01, là cái dù vứt ở vườn hoa làm gậy hoa. Số thứ 8 sẽ là 79, là trái dừa. À, trái dừa nó mọc ra từ cây cam. Rồi, số tiếp theo đó là ở điểm hành trình số 9, đó là số 07. Số 07 là cái rìu để trên ghế đá. Và số cuối cùng đó là số 63, là cái xe máy nằm ở trên cái bàn. Như vậy là chúng ta đã ghi nhớ được 20 số ngẫu nhiên chưa? À, rất là dễ dàng đúng không? À, và bây giờ thì các bạn chúng ta hãy cho các bạn thời gian là 2 phút nha. Thời gian 2 phút, các bạn hãy nhẩm lại và ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên này. À, và các bạn thấy rằng là cái việc chúng ta sử dụng cái phương pháp hành trình, rồi sử dụng cái kỹ thuật liên tưởng, cái sự tưởng tượng của bộ não của chúng ta để chúng ta liên tưởng các cái sự việc, các cái sự kiện liên quan những cái hình ảnh, các con số với những điểm hành trình, thì sẽ giúp cho các bạn sẽ ghi nhớ các cái con số này được lâu hơn. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy nhẩm lại một lần nữa nha. Hãy nhẩm lại một lần nữa và đọc lại các con số này nha. Các bạn hãy nhắm mắt lại và đọc cùng cô nha. Nào, chúng ta bắt đầu. 11, 23, 22, 26, 08, 54, 01, 79, 07, 63. Đó chính là 20 số ngẫu nhiên được gắn vào những cái điểm hành trình ngôi nhà của mình. À, các bạn chúng ta thấy có dễ nhớ không? À, và các bạn chúng ta hãy tiếp tục rèn luyện ha. Tiếp tục rèn luyện. Các bạn chúng ta hãy nhẩm lại sau 10 phút. Và sau một ngày, các bạn tiếp tục nhẩm lại cái sự kiện, sự việc, những cái hình ảnh gắn trên cái điểm hành trình ngôi nhà của mình, thì chắc chắn là các bạn chúng ta sẽ nhớ được 20 số ngẫu nhiên này rất là lâu. Rồi, tương tự như thế thì các bạn chúng ta hãy ghi nhớ 20 số ngẫu nhiên khác nha. 12, 42, 21, 67, 84, 60, 45, 33, 20, 22. À, cũng bằng cái phương pháp là
lập hành trình, sau đó thì sử dụng cái kỹ thuật liên tưởng, sau đó thì mình sẽ gắn những cái hình ảnh tương ứng với các con số này vào các điểm hành trình để mình tạo ra cái sự kiện ha, tạo cái sự kiện, tạo cái câu chuyện để mình có thể ghi nhớ các cái con số ngẫu nhiên này một cách dễ dàng ha. Rồi, chúc các bạn chúng ta thành công và siêng năng học tập, rèn luyện, rèn bộ não của mình trở nên là mạnh khỏe, trở nên thông minh và có cái phương pháp học tập thật là nhẹ nhàng, thật là hiệu quả. Xin chào và hẹn lại các bạn nha.